Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Tam Giới Anh Hùng của nhà phát hành VGB. Thì Tam Giới Anh Hùng là một tựa game mobile hoặc thể loại là hệ tướng chiến thuật với nhiều yếu tố vô cùng hài hước. Thì nhà sản xuất game còn cho biết thì họ mong muốn mang lại cho các bạn một của mình một trò chơi vui vẻ và đậm tính chất giải trí, thoát ly hoàn toàn với hiện thực đầy khô khan và toan tính. Thì không chỉ dừng lại ở đó thì cốt truyện sáng tạo hài hước Tam Giới Anh Hùng Mobile còn sở hữu cho mình một dàn tướng đông đảo và trải khắp tam giới, quy tụ cổ kim, đặc biệt tạo thành các nhân vật các vị tướng trong game được thiết kế theo đúng tiêu chí vui vẻ, với mỗi người là một vẻ nhưng mà ai cũng lầy lội và siêu cấp lầy lội luôn. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn tất cả các gift code mới nhất dành cho tân thủ và hướng dẫn các bạn nhập gift code. Thì hiện tại mình mới trở lại nhưng mà các tính năng này mình vẫn chưa có mở đủ các bạn. Thì đầu tiên để nhập gift code thì các bạn cần nhấn vào avatar của mình. Sau đó các bạn nhấn vào đổi và tiến hành nhập gift code. Thì gift code thứ nhất là ATC update. ATC update. Sau đó các bạn nhấn xác nhận. Gift code này sẽ nhận được là sát khí cam, thể lực cam, gương chọn đồng đội số lượng là 221. Gift code thứ hai ATC XN JICJ. ATC XN JICJ là gift code thứ hai. Gift code này sẽ nhận được là bạc, xu và hòn đảng, số lượng 50.000 bạc, 300 xu và 500 hòn đảng. Gift code thứ ba ATC VG B E G F. ATC VG B E G F là gift code thứ ba. Thì gift code này sẽ nhận được là một thể lực cam, 800.000 bạc và hai hộp ma phù level 3. Gift code thứ ba ATC N Q S 2288. ATC N Q S 2288 là gift code thứ tư. Gift code này sẽ nhận được các phần quà sau: hai thể lực cam 200 xu và bạc 7, số lượng là 5. Gift code thứ năm ATC M J I W K L. ATC M J I W K L là gift code thứ năm. Thì gift code này sẽ nhận được là một chọn tướng 3v2 200 xu và 10 thẻ làm mới màu tím. Gift code kế tiếp ATC N J T W. ATC N J T W. Gift code này sẽ nhận được là thể lực cam, xu và sát khí cam. Gift code kế tiếp ATC L I F I S U. ATC L I F I S U. Thì gift code này sẽ nhận được là hai thể lực cam 200 xu và bạc 7, là số lượng là 5. Gift code kế tiếp ATCC G F G G K. ATCC G F G G K. Gift code này sẽ nhận được là 50.000 bạc, 200 xu và 5 thể lực đan. Gift code kế tiếp ATC C G X N K L. ATC C G X N K L. Gift code này sẽ nhận được là 50.000 bạc, 200 xu và 5 sát khí đan. Gift code kế tiếp ATC B N S J W W ở W W. ATC BN SJ WV. Gift code này sẽ nhận được là 50.000 bạc, 200 xu và 1.000 hồng đảng. Gift code kế tiếp ATC H W J C S. ATC H W J C S. Thì gift code này sẽ nhận được là 50.000 bạc, 200 xu và 10 cái chiêu mộ lệnh. Gift code kế tiếp ATC E 22 Q Z G.
GB ATCE22QZ GB là gift code kế tiếp. Thì gift code này sẽ nhận được là 3 sắc khí cam, 100.000 bạc và 20 tóc yêu ký. ATC GZ S J V B ATC GZ S J V B. Gift code này sẽ nhận được là một chọn tướng 3V2, 100.000 bạc và 5 cái thẻ làm mới. Gift code kế tiếp ATC Quốc KH ATC Q U O C KH. Gift code này sẽ nhận được là cái hai thẻ lực cam 200 xu và hai sắc khí cam. Gift code kế tiếp ATC 35 IGTH. ATC 35 IGTH là gift code kế tiếp. Gift code này sẽ nhận được là hai thẻ lực cam 150 xu và 100 SBU cam. Gift code kế tiếp ATC LVE SAM. ATC LVE SAM là gift code kế tiếp. Gift code này sẽ nhận được là hai thẻ lực cam 200 xu và hai sắc khí cam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code cuối cùng ATC SNU WIH. ATC SNU WIH. Gift code này sẽ nhận được là một cái hộp và phụ loại su và sắc khí cam số lượng 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái túi hộp đồ để xem các phần quà. Đầu tiên mình sẽ mở cái hộp ma phù này ra. Đây là các phần quà của hộp ma phù. Hai là mình sẽ mở hộp ma phù level 4. Mình mở hộp bạc 7. Tiếp mình sẽ mở cái chọn đồng đội. Mình sẽ chọn Quang Vũ. Không, mình chọn Trương Phi. Sau đó mình sẽ chọn Lữ Bố. Kế tiếp mình sẽ chọn là Lưu Lưu Bị. Kế tiếp là mình sẽ sử dụng hết trơn cái hệ lực cam này và hệ lực đen mình sẽ sử dụng hết luôn. Mình sẽ sử dụng sát khí cam, mình sẽ dùng sát khí đen, sử dụng hết sát khí đen. Ok, bây giờ mình sẽ vào trận hình, mình sẽ đổi cái, mình sẽ chọn con lũ 4. Còn bên đây mình sẽ đổi lại thành con Trương Phi. Cái bây giờ mình sẽ đi trang bị cho nó và mình sẽ nâng cấp nhanh cho nó. Nâng nhanh, mình sẽ nâng nhanh cho con này. Con ba mình cũng sẽ tự trang bị và nâng nhanh cho nó. Ok, bây giờ mình sẽ đi chiến đấu. Chiến đấu tới ải kế tiếp. Ok, thì giờ mình sẽ mở code trên màn hình. Thì như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn tổng cộng là 17 chiếc code. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye.